Bây giờ chúng ta thử nhìn lại 8 cái cách dụng nhân. Đây là 8 cách dụng nhân. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là cách số 1 là dùng nhiều nhất. Cách số 1 dùng tạm thời để có người, dùng tạm thời. Trong tình yêu hôn nhân gia đình thì cấm kỵ cái điều này. Cấm kỵ. Vì các anh chị dùng tạm thời để có người yêu là xong phim cuộc đời. Giờ tao không có bồ, tao vơ đai một thằng nào nó làm bồ của tao, phiền lắm. Tại sao chúng ta lại dùng tạm thời để có người? Tại sao? Nếu các bạn là chủ doanh nghiệp, nếu các bạn là team leader, các bạn tuyển đại vài người nó vô chám chỗ cho nó kịp công việc, rồi từ từ tính sau cũng được. Nhưng nếu tư duy của chúng ta là tạm thời thì nhân viên nó đến với mình là tạm thời hay bền vững? Tạm thời. Mình gieo nhân tạm thời, mình gặt quả tạm thời. Nên nếu như anh chị là chủ doanh nghiệp nhá, mà cái tư tưởng sử dụng nhân viên kiểu tạm thời, tôi dứt khoát nhân viên vào ra rất nhiều. Nó vào vài tháng nó nghỉ rồi. Trả lương cao nó cũng nghỉ, thậm chí nó nghỉ nó còn nói xấu mình, nó còn lôi một đống nhân sự đi nữa. Vì mình dùng nó rất tạm thời, thì nó đến với mình, nó đi nó cũng rất tạm thời. Cái này phải sửa. Làm sao các anh chị dù một doanh nghiệp 5 con người thôi cũng phải bỏ này. Không có cái gì là tạm thời cả. Tất cả đều phải hướng đến sự bền vững. Phải hướng đến sự bền vững. Dù nó có làm 6 tháng, mình vẫn phải cố gắng đào tạo cho nó nghiêm túc như một nhân sự 3 năm. Rồi 6 tháng sau nó nghỉ kệ nó. Nhưng mà nó nhớ mình đến già. Nó bảo em làm cho anh có 6 tháng rồi, mà anh đào tạo em bao nhiêu thứ. Nó cảm ơn mình. Rồi khi nó giỏi lên, nó đi nơi khác, nó cống hiến được nhiều cho nơi khác cũng tốt mà. Thường chúng ta suy nghĩ về mình nhiều quá nên nó mới sinh ra cái tâm lý tạm thời nha. Suy nghĩ về mình nhiều quá. Còn mình suy nghĩ về một cái toàn cục lớn hơn là xã hội này nó được hưởng á. Vì nếu cái người nhân sự đó họ đi, họ làm ở một doanh nghiệp khác mà họ làm tốt thì xã hội nó được hưởng. Mình nghĩ cái lớn hơn như thế thì các chị không tiếc công mà đào tạo nhân viên của mình. Thì lập tức cái tư tưởng tạm thời này nó mất đi. Dùng 6 tháng mà vẫn nghiêm túc như dùng 3 năm, thế là được. Nha. Có bao giờ các anh chị đẻ con tạm thời không? Rồi lấy vợ tạm thời không? Đâu có đâu. Lấy cái tư tưởng đó mang vào cho nhân viên. Tuyển một nhân viên như là đi lấy vợ lấy chồng. Thì với cái tư tưởng đó không đạt được đó đâu, nhưng chắc chắn nhân viên nó cảm nhận được, rồi từ đó nó quý mến mình nhỉ. Nó quý mến thì nó trung thành thôi.